Anh hình như giống chị Hồ Bách Trâm với anh phải không? Phải chị không? Ủa chị phải chị Hồ Bách Trâm không? À, chị ơi. Trời ơi sao chị này trên phim chị dễ thương mà chị chảnh dữ trời. Ủa chị ơi, chị phải chị Hồ Bách Trâm không chị ơi? Ủa? Rồi sao mất có dịp tiền bóng lên xem ngang xương hả chị? Ủa là sao? Hello, xin chào và cái khán giả của anh Thanh Đoàn và em Thầy Trí Quang. Anh Quang và Thanh Đoàn Sớp. rồi tự nhiên người ta hỏi có phải chị Hồ Bách Trâm không, trả lời phóng lên xe người ta ngang xương vậy? Đây đâu phải là xe buýt đâu chị. Tưởng xe buýt không á. Ủa gì hả? Xe đẹp quá à. Ở đi đường nào cho em đi đường nào cho. Anh đi thẳng đi anh, tới đường Thành Công quẹo phải. Ủa nay hai anh chị đi đâu vậy? Chị đi đi khai trương. Ủa anh Quang nè phải không? Đúng rồi. Chị Trâm nè phải không? Chào em. Ủa nay chị trốn chồng đi chơi hả? Đúng rồi. Ở có chồng chị nè. Ủa gì hả? Chồng chị nè em. Người ta cái tình cũ không đủ cũng tới. Đúng rồi. À. Bây giờ mình bỏ xe lên bông. Quên bỏ bông lên xe. Bỏ xe lên bông hả? Lên bông. Đây mọi người nha, mình sẽ quay lại những cái khoảnh khắc này cho mọi người xem nha. Đó. Anh nặng lắm anh, em tích cụ cho. Được rồi, em đang bỏ nặng lắm, nó nặng lắm. Để anh bỏ vô nè. Trời ơi. Mua xe này giống như để chở bông thôi ha. Vừa là vừa luôn ha, đẹp quá ha. Chở bông đẹp ghê cả nhà. Anh Trọng đâu thấy cảnh này. Đâu anh Trọng cái gì coi clip lại. Thôi được rồi giờ mình xe nha. 246 lỡ với anh Quang, 357 lỡ với ông Trọng, anh Quang chăm sóc bà bầu thấy không. Nè có đưa bà bầu lên xe nè. Quá trời rồi. Bầu lên xe cái lúng xe luôn trời. Đây cả nhà ơi, hôm nay trong làm cameraman nha, đây là anh nắp quán Coffee Tea. Hello bạn Thành. Đây là ông chủ quán nha mọi người. Em không có quay vô trong vậy, trong thì sao thấy cái quán. Tại vì hai người lấn em rồi. Rồi đi vô, đi vô, đi vô. Rất là lâu rồi mình không có nhận quảng cáo á. Hôm nay mình nhận cái quảng cáo thì có 1 tỷ là có 1 tỷ trả mọi người ơi. Do hôm nay bị nhạc bản quyền á. Nó giỡn đó mọi người. Đây cả nhà, hiện giờ khách đang rất là đông nha. Thành nó có đọc sách gì mà nó để sách nhiều quá vậy. Mới bước vô cửa là thấy cái dàn sách rồi. Đằng kia kìa. Nhưng mà báo cho một tin vui. Một tin vui là cái ly đã được để sẵn trên đây và chỉ có vài người được thôi. Nhưng mà chỉ được để đây, không được đem về. Nhưng mà em thắc mắc anh Thành. Sao? Nhưng mà anh Trí Quang là Trí Quang lớn mà. Này là Hà Trí Quang. Mà anh cắt đôi với ai? Không, bây giờ Trí Quang Hà. Vậy thêm với Hà vô nữa. Trí Quang Hà. Anh Quang, em nghe rồi, em mét lại cho. Nay Trâm làm cameraman nha cả nhà. Nó to lên nha, nó to lên. Trời ơi, coi nè, bận đồ cặp từ đôi dài tới cái quần, rồi tới cái này. Rồi bây giờ thấy cái ly cặp nữa. Anh tới đây là đi cho anh, tới đây mới được nha, chứ còn đem về không được nha. Cái này cho khách vừa hồi không phải tới đây mới uống nước được cái ly tên mình nha mọi người. Đây, Trâm đây. Cái gì vậy? Cái này nó có trái tim, nó khó chịu lắm anh ơi. Cái mặt tròn khác nó khó chịu lắm. Nhưng mà không, cái này mới vừa nói em sẽ làm lại một ly nữa cho anh. Đáng lẽ là phải cho chị Hà nữa. Đúng rồi. Không, để anh. Không, anh ghi Trí Quang Hà đi. Không mấy là Trí Quang Thịnh. Anh Quang, Trí Quang Thịnh được không? Hả? Trí Quang Thịnh được không? Gợi ý của câu này. Không phải không? Quang ai gợi ý?
đây ha là chủ quán. Hôm nay nè. Ở trên đây hả? Quan Thịnh Thức. Cái quán này nghĩ là mình không nên ngồi lâu nha, thì nó sẽ có lục đục ở đây. Cháy nhà. Cái này nó sẽ trở thành những cái vật dụng để mọi cách. Rồi ghen đó mọi người. Đang đuổi khách luôn mọi người. Ghen đó nè, con heo nè anh Quang. Ủa anh Quang, lọc nè. Anh Quang uống gì? Đưa đi. Đây nó bự liền, là bây giờ anh Quang với lại Thanh Đoàn qua ký tên kìa. Dạ. Đây là chị Trà My, diễn viên Trà My. Đã đi ba tối từ tối hôm qua rồi. Biết rất là lâu rồi mấy chị mà không có thơm. Giờ mới thơm nè. Hôm nay thấy to. Hồi xưa mà thời có đông lý trùng luôn đó anh nhớ mà. Mấy lý có ăn ở trong người nè. Ở trước đó là hai chị em hay live stream với nhau hoài. À. Là hai chị em thân lắm mà thường ai thấy lo vậy đó. Lấy giờ lần quá ta. Thấy em út mình vậy mình cũng vui mừng và chúc mừng cho em. Cảm ơn chị. Mừng lắm. Qua ký tên. Trời ơi. Bự lên. Ủa gì nhỏ vậy? Nữa, ổng đuổi, ổng giết ông bây giờ nha. Cái gì vậy? Cái chữ ký gì vậy anh em không đọc được luôn á. Trời hết nguyên một ô luôn á trời. Ở tiếng Hàn á hả? À Trí Quang. Trời ơi anh biết cái gì cả nhà? Cái chữ này chữ gì vậy anh Quang? Ủa hả Trí Quang lấy cái gương á, nó soi vô thấy là cái tên. À là bây giờ phải lấy cái gương soi lên nữa hả? À cái chữ mừng khai trương luôn nha. Thôi được rồi, cái tên được rồi, đừng có chữ mừng khai trương ở chỗ khác nè. Cái bản phong thần ở đây nè. Anh Đoàn có nè, anh Đoàn ơi. Tôi xin cái chữ ký luôn anh Đoàn ơi. Bây giờ hả? Bây giờ ký luôn đây. Bây giờ mọi người làm sao để cho Đoàn ký nha. Nè, bây giờ anh Quang. Em ký đi Đoàn. Không ký đâu, Đoàn ký. Em không biết ký tên. Nó, ký đâu ký, viết cái gì lên đó cho nó vui. Em không biết ký. Rồi, ký cái gì mà. Em không biết ký thiệt. Thì bị viết kiểu gì lên cũng được. Em không biết gì thôi. Em có lăn tay không? Cái này nấy cái thôi hả? Có đồ lăn tay không? Em lăn tay nha. Em sợ quá, em sợ ký mà ký ra chữ Thịnh nữa mệt lắm. Cái này không ra không? Có cái đầu nào ra không? Không. Cái đầu dính vô tay không ra vậy. Nó đang đẹp màu đen tự nhiên dính màu đỏ lên. À cây son nó không ăn. Nó không có son ăn son. Nó chỉ ăn mực đen thôi. Nè, đem bên vô nha. Trời ơi. Không có dính đâu. Chữ Thịnh kìa anh Quang. Thịnh nghe chùi không anh Quay nè anh Quay cho tôi coi anh Quay đang thấy không cứ tận đỏ này chụp mấy hình như chụp trời ơi là trời đó nó nghe Thịnh lắm rồi nha chân như tóc đẹp mấy anh nào tên Thịnh nè. Từ Thịnh là gì? Thịnh là làm ăn thịnh phát. Thịnh vượng, thịnh vượng à. Đó, thịnh vượng rồi lâu lâu trường thịnh rồi này kia cũng được. Thôi Phan ơi, em nhanh đi về đi. Em coi cho được cái xong rồi. Không có được. Được, cái dấu vàng tay. Chụp hình nhi, đồng chụp hình đồng hình lên đó nè. Ờ, cứ nhẹ vô cái này mở sao? Ủa, cũng son anh phải thường xài chứ anh nó không biết mở son là sao kỳ vậy? Vẫn để vẫn vậy luôn hả? Không phải làm tay này chứ phải kiên quan trét vô tay này nè nó mới để coi nó đỏ không nha. Cái đỏ hình lên đỏ à. Ngã vía nè. Ê đứng ngay chỗ với Hà Trí Quang á. Nha, anh đang sắp là mua mai bán đất nha, ngã vía nha. Em tới không em tới không? Không em tới không? Ờ tính ra là em không. À có một mình luôn á. Ừ có một mình anh luôn á, một mình anh luôn. Hết cây son, hết cây son thì do à? Không, không có sao hết trơn á. Lấy hết. Thêm 5 ngón luôn mới vui. 5 ngón hết cây son thì do của bà Trâm à. Ở đó là cái đó là còn lấy hết con ơi. Tiết kiệm quá trời. Tiết kiệm, đánh máu hồng em nè. Đừng đợi mọi người ơi. 2, 3, rồi 1, 2, 3, rồi đuổi người nha. 1, 2, 3. Hỏi đây cái đoạn ngon đúng không? Anh ơi, có quán gì ở đây? Quán có bán gì ăn không anh? Anh ngon hả? Không ngon nha. Ngon. Nhìn kỳ lắm. Đông nhiều quá. Cái này cái phải hỏi chị là ngon hay không, hỏi gì hỏi chị Từng Bi mới biết. Hỏi sao kỳ vậy? Hả?
Cục cưng không ạ? Cục cưng của chị Tường Vi. Anh xíu ra bưng nước nè, bưng nước ra chắc chắn sẽ ngon. Tôi có thể dở nhưng mà nước sẽ ngon. Hứa luôn. Ba để anh uống chung một lĩnh. Cái vậy để ba nước mình ba lĩnh mới ngon. Đây là chị Trà My, ngày xưa em kia chị giàu không mà. Thì giờ cũng giàu. Nhưng mà ý là nếu mà đi lần đầu tiên em biết tên thiệt của chị luôn á. Rồi chú lên nồng cho My không mà. Nhưng mà chị lấy chị giàu. Giờ lấy giàu. Đấy, bởi vậy người ta giàu có, ta đặt tên giàu. Mà bây giờ tên giàu nhưng mà cái họ nó cũng hơi là cái họ của chị. Họ là họ Mạc. Mạc bị giàu. Thiệt. Mà tên giàu nó thấy cái tên của chị đề chưa? Thấy cái tên chủ đề chưa? Cân bằng đâu? Cân bằng. Cân bằng lại. Mạc Thị giàu. Hơi là không phải Miệt đó nha. Ai hỏi tên cũng mắc cười. Ha. Em biết chị giàu là Mạc thì giàu lâu lắm rồi. Biết mấy năm trời. Mấy năm mà chị? Thì gần chục năm đó. Đâu ra? Năm 6 năm gì đó. 5 6 năm à. Là em biết Mạc thì giàu nhưng mà khi hôm nay em nghe anh phân tích thì em mới hiểu ra cái nghĩa của nó hả? Mạc còn giàu nữa. Giàu mà còn Mạc. Đây, dạ anh nắp. Đây cả nhà ơi, bây giờ là nước ra rồi cả nhà. Dạ. Đây là của Hồ Bích Trâm. Cái này là của Thanh Đoàn. Cái này là Trí Quang Hà. Cái này là Trí Quang Hà. Dạ. Mọi người ơi, khi mà đến quán này thật sự là mọi người sẽ uống những cái ly đó. Chỉ có mình đó. Ly đẹp nha. Ly tinh thiết là cái ly tinh thiết. Cái này là cái ly tinh thiết. Khách hàng như bạn mai mốt em phải làm cái bầu trời cho khách hàng mà ai được bao nhiêu đúng là được làm cái tinh thiết là được một cái ly riêng á. Thiệt nha. Ống hút chè, ly chè. Rồi cảm nhận nước đi, review nước đi. Review chân thật nha anh nha. Mình không có làm giả trăng, mình có sao mình cứ nói vậy. Ông chủ đi rồi, nói đi. Rồi, đưa nước vào. Đi lại tới rồi, lại tới rồi. Nó ngon đúng không anh? Nó ngon. Ờ. Ngon chứ bộ. Ngon. Như em vậy đó. Xem tìm một cân cấu mới không có vậy? Đâu? Nước của Trâm như mỗi đằng châu. Có, ba nước lít giống nhau mà. Rồi, review đi chị Trâm. Tôi sẽ sót thôi. Mình đặt trà sữa trân châu mà không có trân châu. Bây giờ nhiều khi cái đó không lên trân châu nổi, mình có thể sử dụng ống hút này để nó lên trân châu. Lên thì vâng. Cái cơ thể mình đó, qua cái giờ đi bạc đi, bạc cái cơ lên trân châu. Quay đây, chụp vô nè anh, ở bên đây chụp quay nhìn sáng. Ngon cả nhà ơi, ngon. 92 Nguyễn Hậu, phường Tân Thành. Em chưa được uống mà. Đây chị quay cho em review nè. Em chụp hình review chân thật lắm á. Mày nhắm giờ cái đi chụp hình đi quay cho. Tới để quay bên đây nè, nó ngược về ngược sáng á. Để quay như này, để em quay luôn cho rồi vô luôn đóng chụp hình đi nè, đang nghỉ. Cái máy này hôm nay mà coi vlog thì trong mặt luôn á. Cái máy này mày đúng không? Cầm quay. Rồi chụp hình. Chị ơi, đó, đây liền sáng. Máy này của Trâm đúng không? Anh đang cầm máy của Trâm. Cho nó dính cái tim vô một xíu để cho lọt cái tên kia ra ngoài. Em cầm mấy anh đó. Dạ. Mọi người thông cảm xíu nha. Tại vì Thành xin chụp hình cho quán cho nên rung quá mọi người, rung quá. Bây giờ đòn uống nước rồi kìa mọi người, rung quá. Ở bên này uống nha. Ngon nha. Ngọt nha. Nó cạch nó nghe vị sữa nha. Nói chung đó là trừ một điểm nha, tại vì ống hút này nhỏ, hút chân trong nó không lên. Ê mọi người, tôi có để cái ống hút đó. Cộng lại một điểm nha. Nó uống nước kiểu tạo điểm nhấn nhưng mà trừ thêm một điểm nha, nếu mà trong một lúc mà uống hai cái nước nó rất là rối. Còn 8 điểm nha, trừ hoài luôn. Đâu uống tiếp đi em, uống đây cho cảm nhận. Cái ly này có được mang về không? Không nha. Trừ một điểm nữa nha, còn 7. Không, một lát mang về cái khác cộng 3 điểm. Mang cái nào về? Một lát mang cái khác về. Chừng nào mang về thì biết. Chừng nào mang về thì biết. Anh vô bậy mà có cái này. Dạ rồi, dạ rồi. Ông về quán á, cái nhỏ đang chữ anh rồi đó. Ở nhà quýnh luôn. Ở nhà quýnh luôn. Ông về quán để á, có anh hành em, chứ không có hành nãy giờ là em mình đó. Ê, em đủ quýnh ai? Em đủ quýnh quán của chị hả? Em đụng cái đấy, em đụng cái khói. Em đụng cái đấy. Đụng cái đấy. Nè. Ừ, quýnh anh kìa. Em đụng quýnh quán đi. Quýnh đi. Nè. Nè. Quýnh em kìa. Anh quen. Nè. Bà quýnh em kìa. Rồi. Được rồi. Ai ấy thiệt. Ai. Xử lý xuất sắc. Được. Anh kìm nè. Tại lo sợ đầy như vậy hả anh quen?
Trà sữa này mọi người, nói chung là khẩu vị của mọi người khác nhau nha, nhưng mà mình uống thì mình cảm thấy cái độ ngọt là vừa phải nè, nhưng mà uống vô á mình ngậm lên nó có cái vị béo rất là đặc trưng. Đây gì không? Không, có nghĩa là uống nhưng mà ủa thì mỗi người có một cảm nhận mà. Đây là trà sữa sô cô la, nhưng mà nó có vị trà, vẫn có vị trà, và khi trà mình uống vô trong mình được ăn một cái sô-cô-la nha, chứ không phải là khi mà mình có nhiều cái chỗ mà quay là uống vô là sô-cô-la không ạ. Nếu mình chơi sô-cô-la nhưng mà nó có vị trà, vị trà đúng rồi, đúng là trà sữa sô-cô-la luôn, nó sữa sô-cô-la luôn. Nhưng mà là sô-cô-la trắng hay đen vậy? Sô-cô-la đen nha. Sô-cô-la đen hả? Sao nó bỏ sô-cô-la trắng anh? Anh không thích. Sao không thích vậy? Thì em trừ một điểm cái tội không thích. Không, hiện tại thì đang làm sô-cô-la đen, không có sô-cô-la trắng, cho nên phải bỏ sô-cô-la đen. Nhưng mà sao mình không bỏ sô-cô-la trắng thì mình... Sau cái clip này anh sẽ có thêm sô-cô-la trắng. Sô-cô-la đen á, giờ đó sô-cô-la trắng có nhiều sô-cô-la trắng mà. Nhưng mà sao như vậy, có bỏ sô-cô-la trắng không anh? Có, sau này sẽ có. Nhưng mà bỏ sô-cô-la trắng miễn không không? Tại vì cái vị này là sô-cô-la đen. Nó mới có vị sô-cô-la đặc trưng, sô-cô-la trắng nó chỉ bán sữa luôn rồi. Đúng rồi. Ừ, anh nói với em vui với đoạn chứ thật sự anh không định nhập sô-cô-la trắng về đâu. Nhưng mà em nghĩ sô-cô-la trắng nó sẽ béo hơn. Anh có câu hỏi thắc mắc mấy bé gì mình cho mình. Ừ, cái mặt đồ nó quê rồi kìa anh Quang ơi. Chết là chết, mấy bé quê rồi. Rồi, lớn chuyện rồi. Cái ly này đủ sai không em? Cái dung tích nó đủ mà chú uống hơi ít á. Em đang làm cho anh cái ly lớn hơn cái ly bình thường em án rồi đó. Anh uống nãy giờ hết ly rồi, giờ anh chế ra. Anh uống muốn hết ly nước người ta rồi. Đây. Anh uống muốn hết ly nước người ta rồi. Nè mọi người nhìn đi. Mọi người nhìn đi cái ly này với cái ly này, hai cái ly này dung tích nó như thế nào. Hồi nãy á, shop tiệm của mình á có chụp hình hai người này lại rồi đúng có, không? Có. Cắt 5 ca, còn hai người này rửa ra, dán trước rửa, đừng tới mời vô nữa nha. Trời ơi, cái ly... Ủa, có nghĩa là khách là khách người ta có quyền góp ý mà. Tại sao nè, tại sao bao nhiêu người trong quán này người ta đều uống ly mũ? Nè, nó có cái mũ gì cái đây nữa nè. Nó giống như con cá la hán á, nó có cái mũ gì nữa nè. Không, có kìa mình nói chuyện kìa đâu. Cái ly này, em bây giờ cái nắp đi. Thôi mình đừng có đưa nữa em, mình đừng có đưa mấy cái thứ đó lên nữa, mệt mỏi lắm. Mình đắng á, anh cho nhiều nó đắng á nha anh Quang. Anh Quang, nhiều nó đắng á, sô-cô-la nhiều nó sẽ bị đắng. Ừ, nhiều nó sẽ bị đắng. Đắng nha, đắng nha, đắng á, sô-cô-la nhiều nó sẽ bị đắng á. Trời ơi, tốt quá, ta mấy ly rồi đó. Không có, mai anh qua anh sẽ hỗ trợ thêm vài cái món nữa. Ủa cái này lần đầu tiên đi quán cà phê mà uống một cái ly cà sữa mà hai cái hút. Em, nhưng mà ly này, ông lấy giờ xuống lại không sao nó hút. Phải cho anh thêm gì cho đây đi chứ. Em làm đi rồi mọi tính tiền lại. Đừng có đưa ông hút nữa, ông cấm vô ông nói chuyện nữa nè thấy chưa? Hút được trong chưa? Không mà công nhận là mình đi uống ly cà sữa mà hai cái hút luôn á. Trời ơi. Ví dụ á, cái ly này á, khi mà người ta pha là mình thấy được bên trong là sữa nhiều nước đá ít. Nếu mà để nước đá nhiều quá thì nó phát hiện ngay. Còn cái ly này để nước đá một đống đúng rồi, để ở cái chỗ trà sữa rất là ít. Cho nên là khi mà mình không thể là mình thấy được mọi người thật sự á, cái gì nó cũng có cái mẹo. Ví dụ cái ly này người ta làm ra bao nhiêu tiền đó, mình ra đây mình uống nhiều là hạn chế sữa sô cô la, trà sữa trân châu thì nó sẽ tiết kiệm đi rất là nhiều cho những cái chi phí của trà sữa. Cho nên là mới làm cái ly này đều có ý đồ hết chứ không phải là tự nhiên mà có. Và uống xong hết trước rồi đã một ly luôn. Mà trong khi từ hồi nãy giờ mọi người cái ly trước đó nè, dạ như nè, đó thấy chưa, nó nhiều đến hết một ly luôn. Trời đất ơi, trời ơi, trời ơi. Ê, mình quậy quậy hồi chút cái tí mình ra thêm một cái ly sô-cô-la không mình uống được. Anh quậy đi lát em như Trâm nói vậy đó, em dán bảng phía trước luôn á. Anh uống hết trong đây cái anh đổ đá vô đây cái lắc thành một cái ly sô-cô-la này. Trời ơi, dơ giấy quá anh ơi. Anh ơi, anh cứ quậy thoải mái đi, lần sau không còn cơ hội vô được quậy nữa đâu. Dán bảng trước rồi. Ủa gì hả? Ủa có dán của anh à? Dán á, tôi dán á. Tôi giờ tôi quế rồi tôi dán á. Không, nó giỡn thôi chứ sao, ai mà làm vậy cho được, ai làm vậy cho được.
không làm vậy sao làm người? À, bé hỏi anh có muốn mít đi nhà sửa không? Em khoan khoan tới chân nè. Đây nè, bây giờ em là em ơi, chưa bao giờ tới uống trà sữa nó mới trân châu, trọng nó có cái muỗng á để mình dứt lên biết hè trà sữa. Cái trân châu đó là cái tàu gì? Có muỗng, hồi nãy có muỗng, tại tôi cất cái muỗng, có muỗng, có muỗng do mà tiết kiệm từng cái muỗng. Trời ơi, là một điểm là còn có 6 điểm thôi. Thí dụ bây giờ á, nhân viên quên bỏ thì còn có lý do để nói đúng không? Ủa tại sao cái này tre mà cái này nhựa? Cái này nhựa, mắc mới gì cái này nhựa? Tự nhiên cái này nhựa, tự nhiên cái mắc mới nhựa. Ủa rồi ba cái muỗng có nhiêu tiền đâu mà anh làm gì với anh Thành? Ba cái muỗng nó không đáng bao nhiêu hết trơn á. Không, nó có muỗng tre nữa nhưng mà. Nhưng mà vấn đề là anh không cho muỗng uống nè. Cái muỗng tre này đó. Đó, muỗng tre vậy đúng được không? Đó, hiện tại muỗng tre vậy uống được không? Chưa, tạm thời chưa uống cái muỗng tre này được. Có muỗng tre. Trời ơi, mọi người, ở quán này uống trà sữa. Đó, hợp lại chưa? Trời ơi. Uống gì nữa, hợp lại chưa? Thì không, lại thấy kỳ quá nên không có để cái muỗng. Thôi, bây giờ mình giỡn nhiều quá, giờ anh đọc địa chỉ quán nè. Dạ, anh đáp quán hơn hình phục vụ mọi người. Địa chỉ của anh đáp quán là 92 Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, quận Tân Phú. Đến là gặp em ạ. Ôi mắc mới uống trà sữa gặp anh làm gì? Trời đất ơi. Không, anh ơi. Anh phục vụ hết được không? Anh phục vụ mà trong cái muỗng anh không cho người ta mà anh phục vụ cái gì? Biết gì ba chắc cái muỗng vậy thì nãy ta đưa cái muỗng này thì không chịu rồi giờ nói gì nữa. Rồi cả nhà ơi, không gian quán ở đây rất là ok, mát mẻ, thoáng mát gì cả nhà. Có lầu này kia đồ trên luôn cả nhà. Ở đây ở trên lầu có quán bar luôn nha cả nhà. Ủa có không? Có gì hả? Mình ra ngoài bar mình phá quán, cái nhân viên nó cho anh ơi này, em cho anh thêm ly trà sữa nè, anh bỏ vô để uống, đi ra ngoài kia bán. Giờ mình vô mình thêm ly trà sữa nè mọi người. Những kiểu nhân viên nói, ủa gì trời? Nhân viên nói, ủa gì trời? Ủa alo? Ủa đi về hả? Ủa chị đi về hả? Xong ở đây chơi? Ở đây chơi đi, hồi ăn uống đồ. Trời đất ơi. Ê, giờ anh đổ lại nha. Anh đổ lại cái được, anh được thêm một ly mới. Thôi bây giờ nè, mình chúc quán đi up clip nè. Thôi để. Chúc quán cái đi up clip nè, để anh Thành vô. Chính gì á, quán cho anh cái ly mới luôn nè. Tôi sẽ lên Thành cái ly mới nè mọi người. Trời ơi. Cái quán nào mà thấy anh gặp anh Quang là thôi, chỉ có lỗ thôi. Tí nữa anh lại gửi lời chúc cho quán sao. Đó, giờ đầy. Đấy, giờ đầy luôn rồi nè. Anh cảm ơn mấy em giờ đầy rồi nè. Anh Thành ơi, vô đi. Rồi giờ nè, bây giờ người chúc một câu cho anh Thành nè. Thành ơi, anh không ngờ quán em á, nãy giờ anh nói xấu quán em. Anh nói ly nước ít quá, ai ngồi đây là giống như cái nồi thạch xa, cái nồi của thánh giống á, nồi cơm của thánh giống. Thế là càng uống càng lên nước em. Đúng rồi, rồi chúc đi, nó nhiều quá. Hôm nay là ngày càng á, không được may mắn đắt. Lúc nào tiền vô giống như nước này nè. Lúc nào nó hết là lại lên, hết là lại lên. Tiền mình là cũng hết là tại sao tại vì em quán vô một ngày, em lấy hết tiền bỏ ngân hàng. Xong tiền ngày sau lại vô nữa, xong lại tiếp tục bỏ ngân hàng từ từ. Ống muối tiền rồi, cảm ơn bà. Thấy được nhiều cái tiền bỏ ngân hàng hết, còn tiền vốn còn không có trả cho người ta. Rồi chị chăm chút đi, chị chăm chút đi. Tới chị chăm chút đi. Chúc cho Thành là tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê mà Thành bán. Chúc cho Thành mau có vợ. Chúc cho cục cưng của Thành là hiểu được tấm lòng của Thành. Chúc cho quán ngày ngày đông khách hơn. Chúc cho mấy bé nhân viên khi mà gặp anh Quang với đài thì đừng có bán. Đó, rồi hết. Đó là dặn cho bà chút nha. Các em. Em vô đây em đứng nè, bao nhiêu người đang chờ em nè. Rồi. Cả nhà ơi, nãy giờ mình nói chơi thôi, nước đây rất là ngon á cả nhà. Với lại á là chủ quán nó có tâm cho hai con uống luôn cả nhà, uống nó muốn lòi bản họng luôn cả nhà. Nhưng mà mọi người muốn uống được nhiều như qua thì phải làm cách như qua nha. Ra là mình đổ. Nãy giờ mình nói chơi thôi, chứ sữa trong đây rất là nhiều. Nói chung là chúc cho anh Thành được may mắn bát nha, mở thêm vài chi nhánh nữa. Đó, không, nó thật sự là nước cực kỳ ngon, cái này thì anh nói. Đúng rồi, một mình anh uống 2 ly mà sao không ngon được. Không phải, cái này là gu á, gu của em á. Trà sữa phải béo. Đúng rồi, em làm phải béo gì nè. Nhưng mà cái này là béo của vị sữa, chứ không phải là béo của vị sữa. Mà nhìn thấy không có thấy. Rồi, cái này là chia sẻ tâm sự nha. Đó, nhưng mà nói chung là ngon, ok. Rồi, đó hai người nhớ địa chỉ của quán ha. Và đặt địa chỉ của quán là tôi mới sợ hai người nè. 92. Địa chỉ của quán là 92. Ở đường gì em? À, đường Nguyễn Hậu. Phường Tân Thành, quận Tân Phú. Phường Tân Thành, quận Tân Phú. Trời ơi, đây nè. Địa chỉ cô gái cho mọi người 92 Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, quận Tân Phú. Huyện Tân Phú. K
kịch bản thì 8 trang học trong vòng một nốt nhạc, cái địa chỉ nó chỉ có 2 cái gì mắc gì mà quán của người ta rồi ngồi xuống đó không nhớ nổi. Cái là anh quán là gì? Hả? Anh quán là không làm đâu. Ê mình bớt ôm lại đi kìa, anh quay con ôm kìa anh quay. Ủa? Trời ơi, quán. Bây giờ chứ mọi người, cái quán là anh ấp quán. Tâm Phú nha. Tâm Phú. Anh ấp là sao em? Vô em. Lý do tại sao gọi là ấp nè, nó to lên nha. Nói thoải mái đi, nghỉ qua làm không sao. Dạ, anh đưa đường đi nước xong rồi. Dạ, thì cái tên anh ấp quán là nó bắt nguồn từ sự ngây thơ của một chàng trai miền Tây đó. Không có thấy ngây thơ luôn á. Ngây thơ chỗ nào em? Ngây thơ chỗ nào? Là đến từ đâu thì anh Thành luôn luôn trả lời một cái câu trả lời đầy đủ, đó là anh đến từ ấp Phú Tây, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Rồi có liên quan gì tới chị ấp nữa? Dạ thì đó thì anh có ấp trả lời nhiều, nhưng mà có rất là nhiều, giống như anh là ấp Tân Hòa B, không phải anh cũng là mở anh ấp luôn hả? Tự nhiên ấp là tự sự ngây thơ xong thì qua là ở ấp đó nghĩa là ý để nói là tại khi người ta hỏi địa chỉ nữa, không nói cái ấp là không giờ tìm ra thành. Ồ mà tại sao lại gọi là ấp nhỏ, có nghĩa là cái người trên người có cái gì nó nhỏ cho nên mới gọi là ấp nhỏ? Không, ngày xưa nói ấp nhỏ chứ giờ bỏ chị nhỏ rồi. Em nhớ ngày xưa lúc mà đi phim chung không, đi lúc nào vô mời trà sữa là cái gì quán nhỏ, ấp nhỏ đúng không? Ấp nhỏ đó, thấy không, ấp nhỏ, ấp nhỏ là... đây là ấp mà có ít người thôi gọi là ấp nhỏ. Trời ơi, tôi tưởng là trên người ông có cái gì nó nhỏ cho nên là gọi là ấp nhỏ. Ấp nhỏ xíu à, hồi nãy cầm là nhỏ cái tay chút xíu à. Ấp là cái cánh ấp, là cái tay. Trời ơi, anh quay cái clip này 30 phút luôn rồi đó. Còn tay kia nó cầm có bị lớn nè. Rồi cái clip đi. Okay, bye bye. Nhớ ủng hộ cho quán ấp nhỉ. Ấp quán nha mọi người. Anh ấp quán nha cả nhà. Anh ấp quán. Anh ấp quán. Bye bye. Thôi là hôm nay anh ấp trứng đó. Nói nữa ra nữa đó. Chưa bye bye luôn. Thôi bye bye đi. Bye bye đi. Chứ giờ cái nhóm này mà nói chuyện tới mai chưa hết chuyện nữa. Bye bye.